Wu Xi Fang, you are a China mainland or in Taiwan? Before China. Yeah. No, Singapore. Oh, Singapore, China and Singapore. Yeah. Before you China. Oh, I see. Very rich. I wish to come to Singapore. Yeah. Yeah, I think Singapore is look like a park operator in China. But I heard in Singapore is the best clean the city in the world. Even better than in Japan. Yeah. And many people come into Singapore, they love it. And after 10 years, Vietnam is next to Singapore. Oh, okay. Thank you very much. I wish I will come to Singapore someday. Ông này là chủ tịch của một đại diện trong Singapore. Ông nói rằng chúng tôi có khen là Singapore là một cái xứ sở như thì ông có khen rằng ở Việt Nam mình sẽ trở thành một Singapore thứ hai ở trong Á Châu. Đó là lời của ông nói. Có hai chiến sĩ công an đây là những người mà chúng tôi rất kính phục tất cả quý vị những công việc làm. Tôi người bạn thân tôi là Trung tướng Nguyễn Hữu Ước hay thường theo dõi KBC hải ngoại của chúng tôi, và đây là anh Dũng và đây là một chị công an rất là đẹp. Thưa quý khán giả, cái đôi bốt này mà cô chị đó mà đây quý vị thấy rằng công an đang làm việc cái chỉ đường rất là bài bản nhé. Em tên gì, Nguyễn Thị gì? Không được hả? Rồi đây. Thôi giờ quay lén ấy. Cảm ơn. Bên ngoài chúng tôi đã có một cuốn video và có tất cả những hình ảnh tất cả các chiến sĩ nữ bộ đội cho tới công an chiến đấu và kể cả các nữ chiến sĩ cơ động. Đó là một cái hình ảnh mà chúng ta không thấy ở trong ở bên Mỹ. Chúng tôi có nữ quân nhân nhưng mà nữ quân nhân không tác chiến, nhưng mà bên Việt Nam thì khác. Từ những ngày chiến tranh Việt Nam cho tới ngày hôm nay là thành phần nữ luôn luôn đóng góp rất nhiều cho đất nước và dân tộc. Dạ, đây là một hãnh diện cho Việt Nam của chúng ta, đã chỉ mới trong vòng 20 năm. Chỉ trong vòng 20 năm mà Việt Nam đã tiến triển một bước rất là cao. Và chúng tôi đã hãnh diện rằng là Việt Nam đã đi ngang tầm của quốc tế. Cộng đồng người Việt đây thì chúng tôi thấy rằng dư luận ở bên Hoa Kỳ cũng rất là phấn khởi. Ngoài trừ một thiểu số thì còn có những cái ác cảm với lại đoàn nhà báo, nhưng mà đoàn nhà báo ở Mỹ và chúng tôi là tất cả có 10 người trong sẽ đi tới, và duy nhất là đoàn nhà báo ở nước ngoài mà có người Việt. Đó là một cái điều mà rất là phấn khởi cho chúng ban tổ chức, và tất cả mọi người ghi nhận rằng KBC hải ngoại là một cơ quan duy nhất đã có những cái live stream nhiều. Phú Quốc Gia TV và Đoàn Trọng cũng có làm một hai cái live stream thôi.